Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cháy nhà dân lúc rạng sáng làm hai vợ chồng tử vong. Bão Gonu ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. 8.650 người bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Đắk Lắk. Quảng Ngãi điều tra hai nữ công nhân vệ sinh môi trường bị bắn. Hai nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố tranh cử chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua tại thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang xảy ra một vụ cháy nhà dân làm hai vợ chồng tử vong. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang cho biết, căn nhà cấp 4 nơi vụ cháy xảy ra rộng khoảng 40 m². Nạn nhân là anh DDTH tên viết tắt sinh năm 1977 và chị NTH tên viết tắt sinh năm 1978. Vào thời điểm nhà bị cháy, bà TTN tên viết tắt sinh năm 1952, mẹ của anh TH đi hái rau ngoài đồng về, định mang ra chợ bán thì phát hiện nhà đang cháy. Bà hô hoán hàng xóm đến giúp và báo tin đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Lạng Giang đến ngay hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bùng lớn, khói tỏa ra xung quanh. 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, cả anh TH và chị H đều đã không qua khỏi. Nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Hiện tại, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nam Bộ trong nhiều ngày tới được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của bão Gonu cùng với rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể nhận định diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực trong 10 ngày tới. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, dự báo thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của bão Gonu cũng khiến vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2,5 m. Từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 8.650 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và lập biên bản 36.258 trường hợp vi phạm ở lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó có 8.650 trường hợp người điều khiển ô tô xe máy bị phát hiện trong cơ thể có rượu bia khi tham gia giao thông, chiếm gần 23,9% tổng số người vi phạm chỉ trong tháng 9 năm 2023. Điều đáng chú ý, có nhiều đối tượng điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử phạt mức cao nhất với số tiền 40 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có nhiều người là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng các kế hoạch bố trí quân số, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm đen giao thông, thường xuyên triển khai các chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Mới đây, một người phụ nữ tại tỉnh Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng giải cứu sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc suốt 5 năm. Được biết, sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc cùng con gái nhỏ, chị S tên viết tắt, 31 tuổi, trú ở Đắk Lắk đã trải qua những tháng ngày tủi nhục, nơi đất khách và bị bán qua lại cho 5 người đàn ông để làm vợ. Sau gần một tháng được lực lượng công an giải cứu từ Trung Quốc trở về Việt Nam an toàn, chị S vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại cuộc sống 5 năm đầy tủi nhục và đau khổ nơi xứ người. Chị S cho biết, vào năm 2014, chị lấy chồng rồi về sinh sống tại xã Cư Cơ Bang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk. Khi về làm dâu, chị có quen đối tượng Hoàng Thị Lên, 38 tuổi, trú cùng xã Cư Cơ Bang. Khi có mối quan hệ thân tình, sau Tết Nguyên đán năm 2018, đối tượng Lên rủ chị S cùng con nhỏ ra tỉnh Cao Bằng để thăm quê Lên và được chị đồng ý. Lúc này, chị S mới biết mình đã bị lừa nhưng không thể thoát được bàn tay của bọn buôn người. Cũng kể từ đây là một chuỗi ngày dài đau khổ tủi nhục cả về tinh thần lẫn thể xác của người phụ nữ bất hạnh này. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với công an điều tra vụ việc hai công nhân của công ty bị bắn. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lựu đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi thì có hai thanh niên chạy xe máy tiếp cận. Do đèn pha của xe máy làm chói mắt, hai chị này nhắc hai thanh niên đi xe máy. Tuy nhiên, hai thanh niên quay lại gây gổ, hành hung chị Khải. Thấy đồng nghiệp bị đánh, chị Lựu chạy đến can ngăn thì cũng bị tấn công.
Sau đó, một trong hai người dùng súng bắn vào đùi và bắp chân của hai chị rồi tẩu thoát. Hiện chị Khải và chị Lựu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, công an đang lấy lời khai của hai chị này để điều tra làm rõ vụ việc. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật điện thoại di động của du khách đi trên phố sau 72 giờ tiếp nhận tin báo. Trước đó, chị XM tên viết tắt, quốc tịch Trung Quốc đang đi bộ và sử dụng điện thoại tại ngã ba đường Võ Nghĩa, Morrison, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà thì bị ba nam thanh niên đi xe máy chạy từ phía sau đến áp sát và giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei Mate 30 Pro rồi tẩu thoát. Sau 72 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ ba nghi phạm cướp giật điện thoại là Nguyễn Trung Nam 19 tuổi, Nguyễn Đăng Thảo 15 tuổi và Nguyễn Nhân Thịnh 16 tuổi, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã bán chiếc điện thoại được 500.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thông tin đã bắt khẩn cấp với 4 thanh niên liên quan đến vụ cướp tài sản của một quán nước vỉa hè trên địa bàn. 4 thanh niên bị bắt giữ gồm Nguyễn Hoàng Long, 14 tuổi, Quảng Nam, Ngô Văn Hoàng Vĩnh, 15 tuổi, huyện Hòa Vang, Trần Văn Huy, 16 tuổi và Nguyễn Văn Sĩ, 16 tuổi, đều ở quận Liên Chiểu. Theo điều tra, nhóm đối tượng trên đã giả vờ là khách mua hàng của anh C, tên viết tắt. Vì hết hàng nên anh C không bán. Thấy vậy, hai trong số 4 đối tượng cầm chai thủy tinh ném vào quán. Hai đối tượng còn lại dùng dao đe dọa anh C để lấy một điện thoại di động và một số hàng hóa. Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Quốc Đại, Bùi Văn Nam cùng trú ở huyện Hải Hà để điều tra về tội đánh bạc. Trước đó, tổ công tác công an huyện Hải Hà kiểm tra quán karaoke Phố Sa thuộc thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, qua đó phát hiện 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại phòng hát. Các đối tượng khai nhận đã thuê phòng karaoke, sau đó tụ tập đánh bạc ngay trong các phòng hát này để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Tổ công tác sau đó đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan và đưa 6 người này về trụ sở. Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết đã bắt giữ 5 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Trần Văn Tuấn, 22 tuổi, Trần Quang Trường, 23 tuổi, Hồ Văn Tự, 24 tuổi, Trần Phúc Quốc, 23 tuổi và Lê Văn Nghĩa, 28 tuổi, cùng ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, công an huyện đã phát hiện hoạt động có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ qua các trang Facebook để lừa đảo nên đã xác lập 2 chuyên án đấu tranh. Bước đầu, những người này đã khai nhận từ giữa năm 2022, nhóm này lập ra các trang fanpage Facebook, tài khoản Zalo tên Võ Quỳnh Vân, shop xe Huế, salon Huế rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết có nội dung giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi. Khi con mồi cắn câu, nhóm này yêu cầu phải chuyển khoản các tiền như phí làm hồ sơ, biển số, phí vận chuyển rồi chiếm đoạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa qua đã biểu dương, thưởng nóng các đơn vị có thành tích xuất sắc sau khi bắt được kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã chúc mừng, biểu dương và khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án, gồm Phòng 5, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An, Công an thành phố Tân An, Long An. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã biểu dương thành tích xuất sắc và sự mưu trí dũng cảm của đơn vị trong công tác điều tra, khám phá vụ án. Khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ đã bắt được người này và giải thoát được con tin an toàn. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, một ngày sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm, hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Jordan và Steve Scalise đã thông báo sẽ tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Theo tờ Guardian, ông Jim Jordan, người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, trong một bức thư gửi tới các đồng nghiệp đã hé lộ ý định của bản thân khi muốn tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện. Ngay sau đó, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise cũng công bố ý định tranh cử vào vị trí Chủ tịch Hạ viện, đồng thời cho rằng bản thân có kinh nghiệm cần thiết để đoàn kết Đảng Cộng hòa sau khi ông là một phần trong nhóm lãnh đạo đảng này tại Hạ viện Mỹ trong suốt thập kỷ qua. Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm chủ tịch mới sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm khỏi vị trí này vừa qua. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn và chia rẽ giữa các hạ nghị sĩ Cộng hòa. Đài NBC News đưa tin, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ họp vào ngày 11 tháng 10 tới đây đề cử ra nhân vật có thể thay thế ông McCarthy. Theo tờ The Washington Post,
Hạ viện Mỹ thực sự đã tê liệt cho đến khi chọn được một lãnh đạo mới. Nhiều vấn đề quan trọng như viện trợ Ukraine, an ninh biên giới, chi tiêu chính phủ vẫn đang chờ Hạ viện giải quyết. Trước việc ông McCarthy tuyên bố sẽ không quay lại vị trí chủ tịch Hạ viện, nhiều hạ nghị sĩ đã tuyên bố tranh cử. Hạ nghị sĩ Jim Jordan, bang Ohio, và là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, là đảng viên Cộng hòa đầu tiên tuyên bố tranh cử ghế lãnh đạo Hạ viện. Trong thư gửi cho các đồng nghiệp Cộng hòa tại Hạ viện, ông Jordan kêu gọi đoàn kết giữa các đảng viên Cộng hòa. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Hạ viện Steve Scalise cũng tuyên bố tranh cử, nói rằng ông có thành tích đã được chứng minh trong việc xây dựng sự đồng thuận giữa các phe phái khác nhau trong đảng. Trả lời phỏng vấn kênh Sky TC24 của Ý vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đang chậm mà chắc đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ, nhưng thừa nhận tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược gây ra nhiều khó khăn. Nhà lãnh đạo Ukraine nói khó khăn là các bãi mìn khắp nơi và thiếu vũ khí, đạn dược, đặc biệt là thiếu hụt về phòng không, và cũng lưu ý thêm rằng mùa đông đang đến gần cũng đặt ra thêm thách thức cho Ukraine. Nhận xét về dự luật mới của Quốc hội Mỹ không có gói viện trợ Ukraine, ông Zelensky nói rằng Kiev sẽ làm mọi thứ để duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu trong cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh Mỹ đã không làm Ukraine thất vọng, mặc dù có những tiếng nói khác nhau giữa các đại diện của Đảng Cộng Hòa. Nhưng phần lớn cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga hiện nay yếu hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Vì vậy, việc tạm dừng hỗ trợ hoặc đóng băng xung đột có nghĩa là đang tạo thuận lợi cho Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!